Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2024, tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại chùa Bửu Đức, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ tưởng niệm ngày cố Trương Long Hòa thượng Giác Chánh, nguyên viện chủ chùa Bửu Đức Viên Tịch. Sau thời khóa lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, Hòa thượng Giác Giới, giám đốc trung tâm Bali Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề Năm vị thiên sứ. Tiếp theo, Chư Tôn Đức Tăng hướng dẫn Phật tử trùng tụng Tam Tạng Bali tại chánh điện, hồi hướng công đức phước báo này kính dâng đến cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Chánh. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, Thượng tọa Minh Đức, Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Chánh. Ngài sinh năm 1947 tại Vĩnh Long, thế danh là Phạm Văn Chánh. Năm 1967, Ngài xuất gia với Hòa thượng Tịnh Sự ở chùa Viên Giác, Long Hồ, Vĩnh Long và theo chân thầy học đạo, đặc biệt chuyên tâm tạng A Tỳ Đàm suốt 5 năm. Sinh thời, Ngài là giảng sư nổi tiếng tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Vĩnh Long, dành thời gian biên soạn, ấn tống các sách Phật giáo. Mối quan tâm lớn nhất của Ngài không phải là kiến tạo chùa, mà lại nhằm vào hai việc khác là đào tạo các thế hệ tăng tài và truyền bá giáo pháp, đặc biệt giáo lý A Tỳ Đàm và pháp môn tứ niệm xứ. Ngài đã để lại cho những người học trò có thể ít nhiều tiếp nối được lý tưởng của Ngài và một số ngôi chùa do Ngài khai sơn hoặc tiếp nhận mà mục đích vẫn là để hoàn truyền Phật Pháp. Trưởng lão Hòa thượng Giác Chánh Viên Tịch vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 7 tháng 2 năm 2020, tức ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý, trụ thế 74 năm, để lại niềm kính tiếc cho giáo hội cũng như Phật tử Nam Tông Kinh.